Hello, xin chào. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Video hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị và các bạn cách cắt kiểu mullet bằng tông ha. Chúng ta xịt nước làm ẩm tóc và kẹp máy lên cho gọn để đi khung của cái phần sai bên phải này nha các bạn. Ở đây sử dụng tông đơ Samsung 388 nha các bạn. Và tôi kê lược tôi đi từ chân viền phía trên bên tay lên tầm khoảng 1cm nha các bạn. Đây là nền xanh đen ha. Do yêu cầu là không sắc trắng nha các bạn. Cách kê lược đi tông ở phần chân viền của cái kiểu tóc mullet này nó giống như là chúng ta cắt chân phương nha các bạn. Nhưng mà chân viền này tương đối thấp ha. Cũng lược chạy từ dưới lên và sóng lược chậm da đầu làm điểm tựa. Đầu răng lược phía trên chúng ta hở ra cách da đầu khoảng 30 độ nha các bạn. Và chúng ta đi hết hành trình tông để hạn chế tầng khớp ha. Khi chúng ta kê lược đi nền ở chân viền, phần mai và viền vành lỗ tai này nó đã đều màu thì chúng ta bo viền trước và sau mai và viền vành lỗ tai luôn nha các bạn. Phía sau cạnh vành tay bên phải này cũng kê lược chúng ta đi gọn lại cái phần chân viền ở dưới nha các bạn. Ở cái phần này chân tóc dài ngắn là do khách yêu cầu nha các bạn. Ở đây thì khách yêu cầu gọn thôi chứ không dài nha các bạn. Ở đây thì tôi kê lược đi lại cho nó mỏng cái nền ở dưới chân viền ha. Chúng ta đuổi lại tông lên nha các bạn. Các anh chị và các bạn có thể sử dụng kéo răng tỉa cho nó mỏng ha. Sau khi chúng ta làm cái nền nó mỏng xuống rồi thì ở đây chúng ta chấn cái viền phía sau vành lỗ tai này luôn ha. Ở cái form sau này thì chúng ta nâng lược lên và chúng ta đuổi kiểu lược song song nha các bạn. Đẩy tông từ dưới lên ha. Và dài ngắn này cũng do chúng ta quyết định ha, dài mỏng. Nên tóc phía sau này chừa lại là tương đối vừa nha các bạn. Khoảng 15cm trở lại ha. Và chúng ta đuổi lược song song lên cho nó đều nhau hết nha các bạn. Nó liền từ trên xuống dưới luôn ha. Không từng không khớp nha các bạn. Thì các anh chị và các bạn thấy tóc dày quá có thể sử dụng kéo răng tỉa lại ha. Ở đây thì tôi kê lược tôi đi sơ chút xíu nữa tôi sẽ sử dụng kéo răng tôi tỉa nhẹ lại cái nền này nó mỏng đều là ok. Khi chúng ta xử lý phần trên nó đã đều ôm xuống hết hoàn toàn thì chúng ta cắt cái phần ở dưới gáy nha các bạn. Gáy này thì khách yêu cầu là không dài ha, vừa. Ở đây tôi cắt tôi nâng lược nhẹ lên ở cái góc là 25 độ dưới cái từ chân tóc ra nha các bạn. Và cắt như vậy thì nó sẽ có cái độ so le ở phần ở dưới đuôi tóc ha. Các anh chị và các bạn có thể sử dụng kéo răng bấm và có thể sử dụng kéo bén bấm kiểu chích chắc nha các bạn. Tôi xử lý cái phần đuôi tóc ở dưới gáy xong thì ở trên chỉnh sửa sơ cái nền trên cho nó mượt nha các bạn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Ở cái xe bên trái này chúng ta cũng kê lược đẩy ở dưới cái phần chân mai giống như cái xe bên phải này nha các bạn. Tính từ chân viền phía trên bên tay lên tầm khoảng 1cm nha. Và chúng ta đi cho cái nền này nó xanh đen nha các bạn. Cũng đẩy cái nền ở dưới chân mai này nó mượt rồi thì chúng ta kê lược đẩy tông lan tỏa về phía sau bên tay bên trái này luôn nha các bạn. Và chúng ta cũng làm cái nền ở dưới chân viền này cho nó mỏng đi và chúng ta kê lược chúng ta đuổi song song lên phía trên ha. Cho nền nó mỏng và nó ôm đều xuống hết luôn nha các bạn. Đó các bạn nhìn thấy nó không có tầng khớp ha. Sau đó chúng ta đi tông một lần nữa ở cái phần phía trên vành tay này các bạn cho nó mỏng nhẹ để chúng ta chấm cái viền phía trên vành tay này luôn ha. Tới đây thì cái phần kê lược đi nền ở dưới chân viền từ bên phải qua bên trái này cũng đã xong nha các bạn. Tôi chia sẻ theo cách cắt của tôi ha, cái kiểu cắt bằng tông đơ kiểu tóc này nhanh nhất có thể nha các bạn. Chúng ta nhìn từ trên xuống nền nó mượt nó ôm xuống hoàn toàn luôn nha các bạn. Những cái chỗ mà nó chưa đều thì chúng ta kê lược đuổi lại ha. Lúc nãy tôi kê lược đi tông nền ở trên nó xuống nó đã mượt hết rồi, cũng tạm ổn nha các bạn. Ở đây thì tôi muốn nó đẹp hơn, nó mịn hơn cái nền này thì tôi sử dụng kéo răng tôi tỉa sơ lại cái phần ngọn ha. Những chỗ nào dày chúng ta tỉa lại một hoặc hai kéo cho nó ôm xuống nha các bạn. Ở sau gáy này chúng ta cũng kê lược tỉa lại nha các bạn. Tỉa phần ngọn thôi ha, các anh chị và các bạn không nên tỉa sâu ha, tỉa sâu nó sẽ bị lủng nha các bạn. Chúng ta tỉa một hoặc hai kéo mỗi chỗ ha, mỗi lớp. Rồi chúng ta chạy xuống thấy nó còn dài thì chúng ta nâng lên chúng ta tỉa lại một lần nữa ha. Thấy nó đều hết là xong nha các bạn. Kiểu tóc này cũng có nhiều cách cắt nha các bạn. Các anh chị và các bạn có thể bắt lớp cắt bằng kéo bén và có thể tỉa mỏng bằng kéo răng trước và đuổi ngọn bằng kéo bén ha. Ở đây thì tôi cắt tông trước và tôi tỉa bằng kéo răng sau nha. Ở bên phải này chúng ta cũng bắt lớp tỉa tương tự như phía sau và bên trái nãy luôn nha các bạn. Các anh chị và các bạn thấy video trên kênh có hữu ích thì có thể đăng ký kênh ủng hộ, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những cái video mới tiếp theo nha. Và khuyến khích ủng hộ một like để có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa ha. Cắt máy nha.
Ở đây tôi sử dụng cái bén tôi cắt cái máy này nha các bạn. Máy này thì chỉ xo ngọn sơ sơ thôi các bạn, tại vì nó cũng vừa đủ thôi chứ nó không dài lắm ha. Và chúng ta cũng cắt những cái ngọn dài phía dưới này các bạn theo kiểu xích chắc cho cái ngọn nó có độ xo le ha. Và chúng ta cắt liên kết về bên hông của cái sai bên phải này luôn nha, phía trên bên tay đó đó. Tiếp tục chúng ta xo đỉnh nha các bạn, kẹp tóc vào tay và kéo thẳng chân tóc vuông góc với da đầu, hai ngón tay song song da đầu, chúng ta cắt những cái ngọn tóc dài phía trên kẻ tay ha. Những ngọn tóc chạm cái tay chúng ta giữ lại nha các bạn, và cũng cắt theo kiểu mũi kéo xéo đứng ha. Cắt cái kiểu hình zigzag nha các bạn, để cho ngọn tóc nó có cái độ xo le chạy nó bám nó tự nhiên ha, chúng ta khỏi sử dụng cái răng tỉa lại nha các bạn. Rồi xo dọc thì chúng ta xo xéo nha các bạn. Xo nó đều ở phần đỉnh này hết, toàn bộ bằng nhau hết thì ok ha. Các anh chị và các bạn có thể chia từ lớp 1 nha các bạn. Ở đây thì tôi quen tôi bắt nguyên một mớ vậy tôi bấm luôn ha. Ở cái phần mái bên trái này cũng cắt tương tự giống bên phải nha các bạn. Chúng ta cũng chạy tóc từ giữa đỉnh đầu về bên trái này, cắt những cái ngọn tóc mà nó dài nó phủ quá các bạn, cũng theo kiểu xích dắt mùi kéo xéo đứng ha, để tạo cái ngọn tóc ở phía dưới cho nó xe le nha các bạn. Chúng ta cắt cho nó bám về phía sau cái vành tai bên trái này luôn ha. Ngọn chúng ta xo đã đều thì chúng ta kẹp tay xo liên kết lên phía trên nha các bạn. Đó, những ngọn tóc dài chúng ta cũng bấm xéo xéo vậy cho nó cái ngọn nó xo le ha. Chúng ta chạy xuống các bạn nhìn thấy nó tơi tự nhiên và nó ôm xuống luôn ha. Xo toàn bộ cái phần mái bên trái này nó đều nhau hết là xong luôn nha các bạn. Xịt nước làm ẩm chân viền và cạo viền nha các bạn. Hồi nãy viền thì chấn bằng tông nó cũng đã sắc ha. Chúng ta cạo sạch sẽ tóc con phía dưới viền cho nó nét là ok nha các bạn. Viền phía trên bên tay chúng ta cũng cạo cho nó tròn trịa ha, không méo không xích sắc nha các bạn, không răng cưa luôn nha. Bên phải này cũng xịt nước làm ẩm chân viền và cũng cạo tương tự như bên trái nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ xem video trên kênh của Vũ Ly. Xin chúc các anh chị và các bạn làm ăn phát tài, vạn sự như ý, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và cũng như thành công trong công việc. Tôi chạy cái tóc xe lại cho nó vào nếp để kết thúc luôn cái video nha các bạn. Ở đây tôi chỉ chạy mọc cho nó có kiểu thôi ha các anh chị. Ok, đó là kiểu tóc khi đã hoàn thành nha các bạn. Kiểu mullet ha, hai máy 64 nha. Nền ở chân mai xanh đen và viền ở dưới đuôi gáy nó xo le nhẹ nha các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ theo dõi xem hết video. Hẹn gặp lại vào những video mới tiếp theo nha.